Nhà xác ở Vũ Hán hoạt động quá tải suốt 24 tiếng, hỏa thiêu 100 thi thể một ngày. Thưa quý vị, các nhân viên ở nhà xác tại Vũ Hán, tâm dịch do virus corona đang làm việc cực lực và không ngừng nghỉ khi liên tục tiếp nhận thi thể của các bệnh nhân. Người ta ước tính các cơ sở này đã hỏa thiêu 100 thi thể mỗi ngày Kể từ ngày 28 tháng 1, Yun, một người trong cuộc làm việc tại nhà tang lễ Kaidan ở thành phố Vũ Hán tiết lộ, các nhân viên phải làm việc thời gian dài một ngày trong bối cảnh số người chết vì dịch bệnh virus Corona ngày càng tăng lên. Họ mặc trang phục bảo hộ và đeo mặt nạ bảo vệ tạm thời khi xử lý các thi thể. Thông tin trên được tiết lộ sau khi truyền thông Trung Quốc ban hành nghị định cấm tổ chức tang lễ và phải hỏa táng ngay lập tức thi thể người bệnh nhiễm virus Corona. Yun cho biết, nhân viên tại đây làm việc suốt 24 trên 7 để xử lý các thi thể. Theo Epoch Times, họ đã kiệt sức và đang làm việc mà không có thiết bị bảo vệ phù hợp. Yun nói, 90% nhân viên của chúng tôi đang làm việc 24 trên 7, chúng tôi không thể về nhà. Tất cả các cơ sở hạ táng ở Vũ Hán đang làm việc suốt 24 giờ, chúng tôi thật sự cần nhiều nhân lực hơn. Nhà tang lễ nơi Dung làm việc tiếp nhận các thi thể từ Bệnh viện Vũ Hán, Đồng Tế, Bệnh viện Vũ Hán số 13, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn mới được xây dựng và các bệnh viện nhỏ khác. Jun cho biết anh có nói chuyện với đồng nghiệp ở các nhà tang lễ Vũ Hán khác và thấy những người này cũng bị ngập trong công việc. Anh nói, tất cả các buồn thiêu của Vũ Hán làm việc suốt 24 giờ. Theo Jun, hàng ngày, nhân viên nhà tang lễ cần ít nhất 100 túi đựng xác chết, cao hơn nhiều so với con số chính thức về số người tử vong. Các chuyên gia cho biết, họ vẫn thiếu dữ liệu chính xác để nói về mức độ gây chết người của virus corona, với báo cáo hiện nay cho thấy 20.000 trường hợp nhiễm virus này trên toàn thế giới. Theo Yun, các nhân viên nhà tang lễ chỉ có thể tranh thủ ngồi trên ghế và chợp mắt. Chúng tôi cần thu lượng các thi thể khi họ, bệnh viện, các khu dân cư và gia đình người quá cố gọi cho chúng tôi. Một công nhân khác của nhà tang lễ nói, Hiện tại, tất cả các nhân viên nam tại nhà tang lễ của chúng tôi đang thu gom và di chuyển các thi thể, còn các nhân viên nữ trả lời điện thoại, khử trùng nhà tang lễ. Chúng tôi làm việc suốt 24 giờ, chúng tôi rất mệt mỏi. Trong khi đó, thiết bị phòng hộ cho các nhân viên này thì còn thiếu thốn. Nhà tang lễ không có đủ thiết bị được khử trùng tại uế cơ sở. Các công nhân phải tái sử dụng các bộ đồ bảo hộ vì không có bộ mới. Họ phải đeo tạm kính bơi vì không có kính bảo hộ đúng nghĩa họ còn phải đeo hai lớp găng ni lông, loại dùng một lần vì họ không có găng cao su. Chúng tôi sắp suy sụp, thật sự cần sự giúp đỡ. Vũ Hán hiện vẫn bị phong tỏa trong hơn 2 tuần giữa dịch virus corona đang diễn biến phức tạp. Loại virus này được cho là có nguồn gốc từ một loài động vật ở khu chợ hải sản địa phương và có mối liên hệ với loài trung gian là dơi. Trung Quốc, số người tử vong do virus corona lên đến 630 người. Trong báo cáo hàng ngày, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận đã có thêm 2.444 trường hợp nhiễm mới ở tỉnh này và 69 người tử vong. Tính đến sáng ngày 7 tháng 2, số người tử vong do nhiễm virus corona chủng mới nCoV tại Trung Quốc đã lên đến 630 người sau khi tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 69 ca tử vong mới. Trong báo cáo hàng ngày, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận đã có thêm 2.447 trường hợp nhiễm mới ở tỉnh này cũng trong sáng mùng 7 tháng 2, Canada xác nhận những công dân đầu tiên của nước này đã trở về nước từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Trước đó, nhiều nước như Mỹ và Pháp đã đưa các công dân trở về nước, nhưng Canada gặp nhiều khó khăn hơn do mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc thời gian qua. Ngoại trưởng Canada Francois Philippe Champagne cho biết, 347 công dân Canada đã tìm kiếm sự giúp đỡ của chính phủ và 176 người đã lên máy bay trở về nước. Chỉ những người không có triệu chứng nhiễm bệnh mới được phép lên máy bay. Trong khi đó, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang lên kế hoạch triệu tập một diễn đàn nghiên cứu toàn cầu nhằm huy động nguồn lực từ cộng đồng quốc tế để ứng phó với dịch bệnh do nCoV gây ra. Diễn đàn sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 2 tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự hợp tác của Tổ chức Nghiên cứu Toàn cầu về phòng chống bệnh truyền nhiễm. Diễn đàn sẽ tập hợp giới nhà khoa học hàng đầu, đại diện các cơ quan y tế công cộng, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, và các nhà tài trợ liên quan đến nghiên cứu vaccine phát triển vaccine trị liệu và chẩn đoán sức khỏe cộng đồng